rõ ràng là thật hấp dẫn, vậy làm sao để có thể chuyển nợ được? Có mất phí hay không ạ? Và để trả lời câu hỏi này thì VTV Money thì cũng đã gọi điện liên hệ với cả tổng đài của một số các ngân hàng thì câu trả lời là đa phần họ cho biết là họ đang chờ chính sách sản phẩm mới, họ chưa triển khai, hiện thì mới có 2 đến 3 ngân hàng lớn đưa ra ưu đãi thôi. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì về cơ bản người vay sẽ không mất phí cho ngân hàng mới mà